Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Rồi chị nghe rõ không? Có. Em thỉnh phép cho chị nhận được vào hôm qua à? Đúng rồi, nhận được sáng qua nóng rồi đấy, cái là chiều nay, chiều hôm qua nhận được luôn lúc 2 giờ chiều. Thế hôm nay khách cửa thấy thế nào? Thấy cũng đông lắm mà cũng nhiều người giúp đỡ ấy. Thế là họ lại ủng hộ nhiều, với cả người ta còn chào hàng giùm cho mình ý. Có nghĩa là chị thì mới thỉnh từ hôm qua mà hôm nay đã thấy linh ứng luôn rồi. Mà mọi ngày thì không có trường hợp như vậy đúng không? À đúng rồi ạ. Vậy chúc mừng cho chị. Bây giờ chị thấy bên em là làm lễ chắc chắn là được chưa? Thấy linh ứng quá luôn ý. Hôm qua chị gửi cho em cái lễ hóa chị bày lên bàn thờ đó. Thì bảo là em đưa chị nghĩa là chị dâng lên bàn thờ chị thay hóa để hỏi chị ấy. Con ơi, mình mẹ với chị. Thì ít hôm nữa chị giới thiệu thêm bạn bè cho em. Dạ vâng, em cảm ơn. Nói chung là mới thỉnh từ hôm qua, mới thỉnh có chưa đầy một ngày mà tự nhiên công việc nó thuận lợi như vậy thì em cũng xin chúc mừng cho chị nhé. Khách nhiều luôn đi. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhé. Nếu có gì thắc mắc chị cứ nhắn tin lại cho em nhé. Chị muốn hỏi là cái này trong vòng mấy tháng sau nếu mà chị chưa có bán được đất ấy là chị làm cái phép bán đất á. Ok rồi nhé. Về cái việc đất đai thì từ từ em sẽ giúp cho chị. Bây giờ đang mùa dịch ít người họ mua lắm. Vâng. Rồi nhưng mà cái lá phép này của em nó cũng giúp một phần nào đó để bán đất. Vâng. Nhiều người họ thỉnh cái phép này họ cũng bán được đất, tỷ lệ nó khoảng được 70-80% đấy. Vâng. Dạ vâng. Thế thì cố gắng lên nhá. Cảm ơn nhé, cảm ơn nhiều nhé. Chào chị.